Tập 2. Hà tất chứ? Loạn thế phân tranh, với địa vị và võ công của cô, chúng ta bắt tay là có thể xưng bá thiên hạ. Cô không cần đi liều mạng khắp nơi, nhưng nếu không nghe, Vũ Văn Hạo ta sẽ giết chết cô. Thôi bỏ đi, vậy ta không khách khí nữa. Mùi lại mơ thấy ác mộng sao? Lạnh, tỷ ấy nói lạnh. Mau làm ấm đi Tiểu Lục. Lạnh quá. Đợi mùi khỏe lên rồi thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Thuốc này rất hiệu nghiệm, tỷ xin từ chỗ của Chu quản gia đó. Nô tỳ to gan, đã là lúc nào rồi? Mặt trời đã lên cao mà vẫn còn ở đây làm biếng, có phải muốn chết không hả? Nô tỳ biết sai rồi, ngay bây giờ nô tỳ sẽ đi làm việc. Á tiểu tiện tỳ kia đâu rồi? Mùi ấy là mùi mùi của nô tỳ, bị thương vẫn chưa lành. Đây không phải là thuốc của Chu đại quản gia sao? Tại sao lại ở trên tay của á tiện tỳ này? To càng lắm, dám trộm thuốc của Chu đại quản gia. Không phải trộm, là do Chu quản gia cho tỷ tỷ của ta. Tiểu bác đừng nói nữa. Dám trả treo. Tiểu bác, cô trả treo nhầm người rồi. Tiểu tiện tỳ, tỷ tỷ ta cho cô, cho cô bảo vệ được tiện tỳ này, lão đừng đánh nát nhà cô, xem cô còn làm sao quyến rũ đàn ông. À.
Tống đại nương, bà sao vậy? Có phải là tự đánh vào mình rồi không? Trời ơi, tại sao lại sưng to đến vậy chứ? Cơn đau vô cớ này là nguy hiểm nhất. Bà nhanh chóng đi tìm đại phu đi, không thôi sẽ đau hết người đó. Đúng, có bệnh không thể chậm trễ. Có cần ta gọi Lăng Trung cho bà không? Đừng nói nữa. Đám tiện tỳ này đợi đó cho ta. Cô chết, các cô cũng phải chết trước lão nương. Ây trời ơi, đau quá. Tiểu Lục, muội không được làm chuyện phạm thượng này nữa. Vũ Văn phủ lắm người học võ, mấy trò này của muội không cẩn thận là sẽ bị vạch trần, không cẩn thận là đầu sẽ rơi xuống đất. Muội có biết nơi đây đáng sợ thế nào không? Chỉ riêng đánh chết nô tỳ đã có đến 100 lý do rồi. Muội nghe nói tháng trước tầm phòng lão thái gia của Cực Lạc Các đã giết chết hơn 20 tỳ nữ. Tỷ muội đổ gia vào đây cùng lúc với chúng ta đã chết sạch rồi. Muội chỉ lo có một ngày cũng sẽ đánh lượt tỷ muội chúng ta. Muội Cực Lạc Các, ráng nhìn chút đi. Lâm Tích đã đi cầu xin Nguyệt công tử rồi. Thất muội chắc sẽ sớm từ đồng cỏ về thôi. Trước lúc đó muội đừng có làm chuyện gì nguy hiểm nữa, có biết chưa? Thất tỷ sắp về rồi hả? Tốt quá rồi. Tuy là nguy hiểm nhưng ít nhất còn được ở bên các ca ca tỷ tỷ. May là huynh đệ tỷ muội cả nhà chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ. Từ nay về sau chăm sóc lẫn nhau, không bao giờ xa nhau. Hay lắm. Hay, hay lắm. Mọi người cười cái gì chứ? Ta ném không trúng cũng bình thường thôi mà, trước giờ có bao giờ ném trúng đâu, có đúng không? Nhưng mà nếu như là huynh ấy ném không vào vậy thì hay lắm. Đắc ý cái gì chứ? Có bản lĩnh thi đấu với Yến Tuân đi. Ôi cha, ta đương nhiên là không thể bị với Yến Thế Tử rồi. Người Yến Bắc giỏi bắn cung cưỡi ngựa, cẩm quân còn sánh không kịp, có đúng không Yến Thế Tử? Làm bộ làm tịch, giả heo ăn thịt thổ. Vũ Văn Hoài, huynh lại đang nói xấu người nào nữa vậy? Ta tham kiến công chúa. Yến Tuân ca ca, các huynh đến bãi săn người chơi, sao lại lấy rượu của muội đánh cược chứ? Công chúa điện hạ, ca ca của muội là ta đang ngồi ở đây, bọn muội không thấy hả? Huynh có gì đáng phải nhìn chứ? Ngày nào ở trong cung mình cũng nhìn thấy huynh rồi, tiện chết đi được. Hơn nữa, huynh có đẹp trai bằng Yến Tuân ca ca của muội không? Cái này thì tất nhiên là không rồi. Nghe thấy chưa? Tuân Nhi, hôm nay muội có mang theo giò rượu ngon đó tới không? Giò rượu này là đồ tốt đó nha. Mọi người đó, tới đây ngửi thử xem. Ngửi thử xem. Nè, ngửi xem. Ngửi xem. Ngửi thử. Ngửi đi. Đồ tốt gì đây? Một giò rượu có gì mới mẻ chứ? Triệu phủ ta rượu nổi tiếng vô số, có thể tạo thành cái ao rượu rừng thịt luôn đó. 10 cái ao rượu cũng không bằng một ly này đâu. Đây là rượu Ngọc Phát, là năm xưa Định Bắc Hầu đích thân ủ vì Bạch Sinh phu nhân đó.
Rượu này quả thật là do phụ thân ta ủ. Nguyên liệu để ủ rượu rất là hiếm. Bên Ngọc Hòa Điền đã ủ rượu này bị quỷ do binh loạn. Rượu này chỉ có một giò thôi. Không sai. Thế gian hiện giờ chỉ còn một giò. Ta chỉ nghe nói Định Bắc Hầu công trạng to lớn, nhưng mà chưa từng nghe nói rượu ông ấy ủ gian danh thiên hạ. Chắc mai ta đi ủ một giò cũng có thể độc nhất vô nhị trên đời này, bởi vì ta vốn không biết ủ giò thứ hai. Vũ Văn Hoài, Quỳnh có tư cách gì mà so với Định Bắc Hầu? Ông ấy là Quỳnh đệ kết nghĩa của phụ hoàng ta. Còn Quỳnh xuất thân không cao, văn không thành, võ không thục, trừ trò ném tên vào bình cũng có chút chuẩn ra, Quỳnh còn giỏi gì nữa chứ? Ta Thuần Nhi. À đúng rồi công chúa, rượu ngon như vậy, hay là đến lúc đó công chúa mở tiệc chè chén, mời ta uống thử có được không? Ê, mời ta nữa. Rượu ngon như vậy, không thể phung phí của trời, sao có thể cho đám người hỗn tạp các Quỳnh uống được chứ? Ê, đừng có ăn nói bao qua nữa, quá đáng rồi đó. Ca ca, sao Quỳnh cứ suốt ngày chơi chung với đám người này vậy? Còn tự xưng ngũ tuấn Trường An gì đó. Ngoại trừ Yến Tung ca ca ra thì ai cũng lòng dạ xấu xa. Quỳnh đi cùng với bọn họ thì giống như giống như một con heo đi trong đàn ngựa vậy đó. Hay lắm. Mũi dám mắng ta là heo hả? Ta là heo thì mũi là mũi mũi của heo, xem ta xử mũi thế nào đây. Này công chúa, cứ lại. Yến Tung ca ca cứu mũi với. Được rồi, cứu mũi. Được rồi, đứng lại. À, được rồi, được rồi điện hạ. Heo. Thuần Nhi công chúa trước giờ đều như vậy, ngây thơ trong sáng, chỉ nói vậy thôi, tất cả chúng ta đều đã quen rồi mà. Huynh thì quen rồi, mụi ấy trước giờ đều không giữ thể diện cho bất kỳ người nào, chỉ bảo vệ huynh thôi. Huynh không quen làm sao được chứ? Phải rồi, vài hôm nữa là đến sanh thần của Yến Tung ca ca. Nếu Vũ Văn Nguyệt đã thắng được giò rượu này, vậy thì khai rượu trong sanh thần của Yến Tung ca ca là hợp lý nhất rồi. Ai kêu hai người họ là hảo bằng hữu chứ? Tiệc sanh thần sẽ do ta làm chủ vậy. Sanh thần lần này Vũ Văn Nguyệt nói sẽ tổ chức cho ta. Vũ Văn Nguyệt, cái tên mặt lạnh đó thì có làm được gì hay ho đâu chứ. Ờ đúng rồi, ta cũng muốn xem thử huynh ấy làm gì được cho ta, đúng không? Kinh Tiểu Lục hôm nay sẽ cùng làm việc với các cô. Tống đại nương. Tống đại nương. Ừ? Mùi mùi còn chưa khỏe hẳn, để mùi ấy nghỉ ngơi thêm vài hôm được không? Vũ Văn phủ là nơi ngươi có thể lên tiếng sao? Còn bò được thì phải làm việc cho ta. Đại quản gia. Nguyệt công tử muốn ở lại hậu viên chúc mừng sanh thần cho Yến Tuân công tử. Đến lúc đó dương công quý tộc đều sẽ giá đáo đông đủ. Nếu xảy ra một chút sai sót, có chút nào không chu đáo, ta sẽ lấy mạng các người đó. Dạ. Dạ. Cô, theo ta đi ra ngoài kia dọn qua cỏ. Ê. Trắp tương đáng yêu của ta hả? Mùi mùi cô hiện giờ đã mạnh như rồng như hổ rồi, ta cũng không làm khó cho cô ta. Đa tạ đại quản gia. Tạ ơn thì không có cần đâu. Vậy thì cô báo đáp ta thế nào đây hả? Đại tỷ, Hoa Lan đặt ở đâu muội không biết? À, Tống đại nương không nói với muội sao? Không có. À, đặt ở đó. Vậy tỷ mau dẫn muội đi đi. Đặt ở bên đó. Mũi tên này ở đâu vậy? Mũi muốn làm gì? Chu Thuận nếu dám bắt nạt tỷ, mũi tuyệt đối không tha cho hắn đâu. Mũi Chu Thuận là đại quản gia của Vũ Văn phủ, chỗ dựa của ông ta là Vũ Văn Hoài, có thể nói là một tay che trời. Mũi đụng đến một cọng tóc của ông, ông sẽ bỏ qua cho mũi sao? Không chỉ mũi, còn tỷ nữa, còn Lâm Tích, Tiểu Thất, Tiểu Bác, chúng ta không ai thoát khỏi cái chết. Chờ. Chờ.
Thứ độc anh Đào dùng với ông là hàng thi tán, đã điều tra ra là đến từ Tây Dực. Tam Phòng, gần đây có phái người tới Tây Dực, xem ra Vũ Văn Hoài đã bắt đầu có ý đồ ra tay với chúng ta. Bọn chúng luôn thèm muốn điệp chỉ thiên nhãn của Thanh Sơn Viện chúng ta, chẳng qua là muốn dùng nó để loại trừ kẻ đối đầu, hãm hại Trung Lương. Quả thật, lợi dụng điệp chỉ thiên nhãn có thể tập hợp được tin tình báo các nơi, uy lực rất lớn. Một khi rơi vào tay kẻ gian, hậu quả khó lường. Vì bệnh này của ta trước giờ chi trưởng chúng ta không được hoàng thượng trọng dụng. Tam Phòng Hồng Sơn Viện nhờ vào số lượng đông giành được hoàng thượng tín nhiệm, chúng ta chỉ có thể chịu uất ức thôi. Từ nay về sau con phải cẩn thận hơn đó. Tôn Nhi đã hiểu. Không được hoàng thượng coi trọng, điệp chỉ thiên nhãn chẳng khác nào kiếm ở trong bao, không hề có đất dụng võ. Nguyệt Nhi à, sau này trọng trách phục hưng điệp chỉ thiên nhãn giao lại cho con. Dạ, Nguyệt Nhi quyết sẽ không phụ lòng phó thác của tổ phụ. Rốt đây, ông mẹ người ta đi. Đâu đây, đi công tử. Rốt đây, rốt đây. Rồi, rốt đây. Rốt đây ha. Là kính huynh một ly. Uống đi, uống đi. Thuận công chúa tới rồi. Hả? Cô nương, Thuận công chúa tới rồi. Thuận công chúa. Tôi cũng muốn nhìn nữa. Đúng đó, đúng đó. Nếu có thể đi nhìn thử thì tốt quá rồi. Tôi cũng muốn nhìn. Tôi cũng vậy. Cô, đi ra ngoài cửa làm đệm cho người ta nhanh lên. Bà nói ai? Ta nói cô đó. Cô kỳ kêu cái gì? Cô không nhanh lên. Tiểu Lục, lát nữa muội đừng có chạy lung tung. Vũ Văn phủ chúng ta đây nô bộc chia thành 3 cấp. Muội là hạ nô mạng chuông sắt. Trong yến hội của chủ nhân chỉ được cúi đầu khom lưng, ngay cả thở mạnh thôi cũng sẽ là tội phạt đánh 10 roi. Nhớ lời tiểu nói chưa? Ừ, muội nhớ rồi. Công chúa đến. Cung nghênh công chúa. Cung nghênh công chúa. Đệm người qua đây. Nói cô đó, nhanh lên. Chúc mừng Yến Tuân ca ca sống lâu trăm tuổi, thọ như Tùng Bách. Đa tạ công chúa. Yến Tuân ca ca, Quỳnh đoán xem hôm nay Thuận Nhi mang quà gì đến cho Quỳnh. Mang qua đây.
Núi điểm tam ngự thưởng thật đẹp. Đa tạ công chúa đã ban thưởng. Yến Tuân cảm thấy rất vinh hạnh. Yến Tuân ca ca thích là được. Mang xuống đi. Mọi người ngồi đi. Qua đây ngồi đi. Mời. Nào. Ta kính huynh. Qua đây. Ta kính huynh một ly. Được. Mời. Nào. Được. Mời ngồi. Mời cho ta. Nhanh lên. Mời. Mời. Vũ Văn Hoài, huynh muốn đi đâu đó? Công chúa, rượu này rất là mạnh, ra ngoài hóng mát chút. Vũ Văn Hoài. Mời. Anh đào vô dụng, chết cũng không đáng tiếc. Đây là quán hàng tán, bỏ nó vào trong rượu, không màu không vị. Đây là rượu của công chúa. Nơi này là sân nhà của Vũ Văn Nguyệt. Có ta bảo vệ ngươi, sợ cái gì chứ? Dạ. Bọn họ muốn hại ai chứ? Nguyệt công tử của Thanh Sơn Viện tới. Nguyệt công tử đến rồi. Nguyệt công tử đến rồi. Tên mặt lạnh, sao giờ huynh mới tới hả? Bọn ta đã chơi được một lúc rồi đó. Lần nào huynh cũng đến trễ hết. Huynh nói xem, bọn ta nên phạt huynh sao đây? Hả? Mọi người nói xem. Đúng vậy, phạt đi, phạt đi. Đúng vậy. Đây, mời. Nào. Đây. Mời huynh. Ê. Đại nha. Chú đại tổng quản. Cấp tương à, bình thường Nguyệt công tử nào, rất ít khi tham gia yến tiệc. Cô phải hầu hạ cho chu đáo, có biết chưa? Dạ. Đi. Nè lãnh công tử, huynh nói xem, bình thường huynh đến trễ thì đã đành, hôm nay là sanh thần Yến Tuân còn ở phủ của huynh nữa mà huynh lại dám đến trễ hả? Đúng vậy. Mọi người nói có nên phạt huynh ấy một ly hay không? Phải phạt chứ. Đúng rồi đó. Uống đi, cạn đi. Hôm nay là mỹ nhân hầu hạ đệ đó hả? Rượu này đệ nhất định phải uống. Uống đi. Đệ mau uống đi chứ. Khuyên ta uống rượu hả? Uống đi chứ. Thú vị đây. Chờ gì nữa, uống đi. Uống đi. Uống đi chứ. Uống đi. Sao lại để xuống rồi? Ủa, sao lại để xuống rồi? Rượu này ta không uống. Ê, tại sao vậy? Tên mặt lạnh. Hả? Đây là rượu Ngọc Phát, thế gian này không tìm đâu ra giò thứ hai. Hôm nay là vì sanh thần Yến Tuân ca ca nên mình lấy ra cho mọi người cùng thưởng thức. Rượu này huynh nhất định phải uống. Đúng rồi, huynh phải uống. Huynh phải uống đi. Công chúa, hôm nay ta thấy không được khỏe, xin lượng thứ. Để muốn làm trái lời công chúa sao? Chỉ bằng chúng ta làm theo cách Thạch Sùng. Mỹ nhân dân rượu, nếu khách không uống, giết mỹ nhân. Đấy, phải rồi, giết mỹ nhân luôn. Vậy. Xin Nguyệt công tử uống ly rượu này. Xin Nguyệt công tử uống rượu. Ta nhớ đâu năm xưa, khi Thạch Sùng mời rượu, Dương Đôn của Ôi Môn Đệ cũng không chịu uống. Kết quả mỹ nhân rơi đầu xuống đất, Dương Đôn thì mang danh tạ. Phong khoáng lắm đó. Nguyệt đệ, để thật sự muốn ta giết chết con tùy nữ này làm gương đúng vậy không? Xin Nguyệt công tử uống ly rượu này. Những người này tính kế lẫn nhau, lại muốn tỷ tỷ ta chết hay chung. Đúng là mặt người giả thú mà. Nếu không uống là giết mỹ nhân đó.
Đúng, à, đúng rồi, đúng rồi. Đúng giết rồi. Mỹ Nhân, giết Mỹ Nhân, giết Mỹ Nhân, giết Mỹ Nhân đi. Uống đi. Giết Mỹ Nhân uống đi. Uống đi, uống đi. Sợ gì chứ? Uống đi, uống nhanh đi. Cứ tiếp tục như vậy, tỷ tỷ chắc chắn sẽ chết. Là ai vậy? Kẻ nào mà to gan vậy? Ai vậy? Mèo quan nhỏ. Con nhỏ này muốn chết rồi. Làm chuyện dư thừa. Bắt lấy. Bắt lấy. Dạ. Dạ. Ê, sao lại là cô nữa vậy? Cầu xin các vị công tử uống rượu, đừng lấy tính mạng của tỷ tỷ nô tỳ ra đánh cược. Ả tiện tỳ không hiểu quy tắc, Vũ Dương và công chúa đều ở đây, cô dám ngang ngược mạo phạm sao? Chu Thuận, mau giết đi. Dạ. Khoan đã, hôm nay là sanh thần của bổn thế tử, hà tất phải đánh đánh giết giết chứ? Lời này nói rất có lý, cứ đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì nữa? Quy tắc của Vũ Văn phủ ta không thể bị phá vỡ được. Hay là như vậy đi, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi xem cô ấy có nên chết không. Hôm nay hãy nghe theo lời của Yến Tôn ca ca đi, cô nãy nói gì thì làm như vậy. Cái này là yêu bài của bổn thế tử, một mặt là hoa văn đồng, một mặt chữ triện. Bổn thế tử sẽ ném nó lên không trung, cô hãy đoán xem, xem mặt nào sẽ ngửa lên. Nếu như đoán đúng thì tức là ông trời muốn chuộc cô. Cái này hay, cái này thú vị đó, chơi trò này đi. Hôm nay phải xem vận may của cô rồi. Xoay người lại đi. Là mặt rồng. Cô chắc chứ? Tỳ nữ chắc. Lợi hại vậy sao? Xem ra cô ta có thể sống sót ở trên bãi săn người, không hề do may mắn. Giữ dân hoài, miễn sái cho cô ta đi. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Nếu ông trời đã không để tỷ 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 nữ chết, vậy thì tỷ tỷ càng nên sống. Xin các vị công tử tha cho tỷ tỷ. Có tình có nghĩa đó. Có điều bản thân cô phải chịu phạt. Tỷ nữ bằng lòng chịu phạt thay tỷ tỷ. Tiểu Lục, đa tạ Nguyệt công tử, đa tạ công tử cứu muội muội của nô tài. Có bản lĩnh gây chuyện, nhưng lại không có bản lĩnh tự thoát thân an toàn, đúng là ngu ngốc. To gan. Thì ra là Nguyệt công tử. Người là do ta thả. Nói với Vũ Văn Hoài, có chuyện gì thì tới tìm ta. Dạ. Tống đại nương, tiện tỳ đắc tội hoài công tử,
ta không nghĩ cách giết chết ả. Hoài công tử lại nghĩ ta lừa chải thay ra. Nhưng mà gương mặt này nhìn cũng xinh xắn đó, đánh chết thì tiếc lắm. Cứ nuôi tạm hai hôm, sau đó đưa ả đến Cực Lạc Cát để hưởng phúc vậy. Tiểu Lục vì cứu ta nên mới đắc tội với Hoài công tử. Cực Lạc Cát, người ấy không thể đến Cực Lạc Cát được đâu. Lâm Tích, chúng ta mau nghĩ cách đi. Cẩn thận có người nghe thấy, biết chưa? Hả? Phải cẩn thận. Chú đại tổng quản, hôm qua ta nghe thấy Nguyệt Thất kêu người đi điều tra vụ làm ăn giữa Hoài công tử và thương nhân Tây Dực. Hoài công tử đã sớm lường được chúng sẽ ra thủ đoạn này, cho nên Hoài công tử đã bảo chúng ta tiên hạ thủ di cường, không đụng được tới đứa nhỏ. Chúng ta có thể đụng lão già tàn phế trước. Dạ. Lão già đó không phải rất thích chơi thẻ tính sao? Bộ thẻ tính này có thể đưa lão già đến Tây Thiên. Đừng có động vào. Trong chiếc hộp này có độc đó. Nhưng mà không sao, ta có cái này. Tạ chú đại tổng quản. Cô là một quân cờ mà Hoài công tử âm thầm cài vào Thanh Sơn Viện. Công tử không muốn cô phải mất mạng nhanh như vậy. Huynh muội Kinh gia đang sốt ruột về chuyện của Kinh Tiểu Lục. Người vừa hay tìm một người chết thay cho mình đi. Lâm Tích, để ở đây làm gì vậy? Cẩm Chúc tỷ tỷ, để ngồi ở đây đang nghĩ gì đó? Không có gì. Cô muội muội của đệ đắc tội với ai không chịu, cứ là hai đại chủ tử. Có điều ta ở bên cạnh Nguyệt công tử. Cẩm Chúc tỷ tỷ, tỷ đừng xen vào chuyện của nhà bọn ta nữa, sẽ bị liên lụy đó. Vậy thì ta phải nghe xem. Nói đi, có chuyện gì? Sở kia, Sở Kiều, Sở Kiều. Mẹ! Sở Kiều, hãy dũng cảm sống tiếp. Mẹ! Sở Kiều. Muội tỉnh rồi hả? Muội không liên lụy tới mọi người chứ? Muội yên tâm đi, Vũ Văn Hoài đã hạ độc. Muội nghe trộm được độc đó tên là Quảng Hàng Tán. Đối với người có hàn khí trong người sẽ lấy mạng đó, nhưng đối với người bình thường thì lại không sao hết. Làm sao muội biết? Muội cũng không biết. Tại sao muội lại biết những chuyện này? Ngũ ca, có phải muội còn có một tên khác không? Trong mơ luôn có người gọi muội là Sở Kiều, còn thường xuyên mơ thấy một vài người truy sát muội, nhưng muội lại cảm thấy rất chân thực. Huynh có còn nhớ muội làm sao đến được nhà của chúng ta không? Huynh chỉ nhớ khi xưa cha chúng ta từng nói
nói muội là do phòng ngoài sinh ra. Tiểu Lục à, thôi thì muội đừng nghĩ lung tung nữa, mơ đều là giả. Nguyệt công tử giờ rất tin tưởng huynh, mối thù này Ngũ Ca sớm muộn gì cũng báo tay muội. Chỉ là giờ muội đắc tội với Hoài công tử, con người hắn có thù ác báo, Chu Thuận cũng là người của hắn, cũng là cá mè một lứa. Huynh còn phải nhanh chóng nghĩ đối sách. Ngũ Ca, tuy rất nhiều chuyện muội không nhớ nữa, nhưng mà trên đời này mọi người là người thân duy nhất của muội. May được cha mẹ yêu thương và các huynh đệ tỷ muội chăm sóc, muội thật sự cảm kích vô cùng. Chỉ cần muội yên tâm điều dưỡng cơ thể, chuyện khác cứ giao cho Ngũ Ca. Huynh đi rót nước cho muội ha. Đa tạ cẩm chúc tỷ tỷ. Trong lúc đệ hầu lão gia chơi đếm thẻ, có thể đổi thành thẻ tính bằng Bạch Ngọc Yên Chi mà ta nhờ người lấy về từ Nam Cương không? Coi như đó là quà của ta. Như vậy lão gia sẽ rất vui, người công tử cũng vui. Nói không chừng còn có thể thăng chức cho ta tỳ nữ nô thị tẩm nữa. Tỷ vì lục bộ của ta mà lấy được lệnh bài xuất phủ, Lâm Tích không biết phải báo đáp thế nào. Lâm Tích đã lấy được lệnh bài để ra khỏi phủ. Đêm nay muội có thể đi. Muội chuẩn bị xong quần áo và lương khô chưa? Lục tỷ không chịu đi. Nào, đây là chiếc giày mới của tỷ, muội cầm lấy. Muội không đi. Tiểu Lục, muội có từng nghĩ hậu quả khi muội ở lại Vũ Dân phủ không? Muội đã đắc tội với Hoài công tử, họ rõ ràng muốn hại chết muội. Nếu phạt muội đi Cực Lạc Các, ta và Lâm Tích sẽ hổ thẹn với lời dặn dò của cha. Yên tâm Tiểu Lục, có Lâm Tích ở đây, bọn ta sẽ không sao. Muội không đi, chúng ta sẽ bị liên lụy. Tiểu Lục, muội cầm lấy, mau cầm lấy. Xem ra ta phải đi rồi, không thể liên lụy đến người nhà nữa. Tỷ nhận lấy đi Lục tỷ à. Đây là đạn hộ vệ, muội đi rồi, lúc gặp nguy hiểm tỷ hãy dùng đó để phòng thân. Mọi người nhất định phải bảo vệ tính mạng. Đợi muội trở lại sẽ nghĩ cách đón mọi người. À, đúng rồi, ở bên ngoài không được ngang ngược, nhớ kỹ chưa? Muội biết rồi, cho dù khó khăn tới mấy muội cũng sẽ nhẫn nhịn. Lục tỷ, lão thái gia, nô tài là Lâm Tích, nô tài đến rồi. Vào đi. Dạ. Lão thái gia, đây là thẻ lính mới, chúng ta mở ra xem thử đi. Lâm Tích, ngươi! Ai đó? Qua xem thử đi. Dạ. Ai đang ở đó? Ta đã nhìn thấy ngươi rồi, mau ra đi. Ngươi tự ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, giết không cần hỏi. Có chuyện gì? Không có gì, tiểu nhân sợ bóng gió vậy thôi.
công tử, chủ công đã trúng kỳ độc Tây Vực Thiên Hồn Tán rồi. Thành công rồi à? Con tìm được kẻ chết cùng. Là tên Thư Động Lâm Tích có đúng không? Lên xe đi gặp công tử. Ngũ ca chắc chắn đã có chuyện. Ta không thể bỏ đi như vậy. Ta phải quay về. Người dám hạ độc hại chết tổ phụ ta, ta phải chính tay giết chết người.